Sơn Ô Expo hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Ninh Bình không chỉ được biết đến với quần thể danh thắng Tràng An thơ mộng, núi non hùng vĩ, mây trời hòa quyện cùng nhiều hang động bí ẩn, mà Ninh Bình còn là nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, nhiều giá trị văn hóa của cố đô xưa, cố đô Hoa Lư. Khu danh thắng Tràng An bao gồm 3 khu vực liền kề nhau: di tích cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An, Tam Cốc Bích Động và rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Và vào năm 2014, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là một di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam khi đáp ứng được hai yếu tố, đó chính là nổi bật về văn hóa và thiên nhiên. Tràng An là một vùng sơn thủy hữu tình với nước non mây trời hòa quyện, tạo thành một bức tranh thiên nhiên vừa lung linh thơ mộng, vừa huyền bí hùng vĩ. Tràng An có 31 hồ đầm. Mỗi hồ được ví như một thung lũng nhỏ, được bao bọc bởi lớp núi đá sừng sững uy nghiêm. Những ngày trời nắng trong, mặt hồ càng phẳng lặng. Những vách núi đá in bóng xuống lòng hồ, tạo nên một bức tranh thủy mặc rất đẹp và nên thơ. Tràng An cũng là danh thắng duy nhất của Việt Nam có nhiều hang động xuyên thủy. Hệ thống hang động này nối tiếp nhau, tạo thành một vòng tròn độc đáo, thu hút sự tìm tòi khám phá của du khách khi đặt chân đến nơi này. Với rất nhiều điểm độc đáo, quần thể Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nơi văn hóa giao thoa với sự kỳ diệu, bí ẩn và hùng vĩ. Cao có thấy nơi này đẹp không? Cao thấy Tràng An rất đẹp. Những cảnh vật trong vách thơ mộng, có cái gì đó rất là linh thiêng. Đúng là vậy đấy. Thiên tài Einstein thì đã nói là điều đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể trải nghiệm chính là sự bí ẩn. Và ở Tràng An thì sự bí ẩn, sự linh thiêng nằm ở tín ngưỡng tâm linh, thờ cúng các vị thần, vị tướng với tư cách là một di sản của ông cha. Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ mà thiên nhiên ban tặng, quần thể danh thắng Tràng An còn có nhiều di tích lịch sử mang đậm dấu ấn văn hóa của một vùng đất linh thiêng hào kiệt. Nổi bật là 3 công trình: đền Trình, đền Trần, Phủ Khống. Có thể nói, khám phá Tràng An, mảnh đất địa linh nhân kiệt, không chỉ cho chúng ta cơ hội trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc, khám phá cội rễ xa xăm của sự sống nhân loại, mà còn tìm hiểu về những giá trị văn hóa của dân tộc, cũng như tự hào với những nét vàng son của lịch sử, in đậm trong thế núi, dáng sông ở buổi đầu sơ khai của quá trình dựng nước, gắn với 3 triều đại, Đinh, Tiền, Lê và Lý. Nhắc đến những triều đại Đinh, Tiền, Lê, Lý thì không thể không ghé thăm cố đô Hoa Lư, kinh đô đầu tiên của dân tộc Việt. Không giống như những kinh thành khác, Hoa Lư có những dãy núi đá vôi xen kẽ và nối liền với nhau, tạo nên một đô thành độc đáo không nơi nào có được. Theo sử sách ghi chép lại, năm 968, sau khi bình định 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Có thể nói, kinh đô Hoa Lư xưa là một cung điện nguy nga tráng lệ, được bao bọc bởi những ngọn núi đá hình vòng cung, cảnh quan kỳ vĩ cùng những hồ đầm, tạo cho nơi đây vừa có nét duyên dáng mềm mại, lại vừa có những nét kỳ bí. Trải qua hơn 10 thế kỷ, kinh đô Hoa Lư xưa đã không còn nguyên vẹn, nhưng sự linh thiêng vẫn còn lưu dấu. Điều đó thể hiện qua gần 30 di tích, trong đó có 2 di tích tiêu biểu là đền vua Đinh và đền vua Lê, được dựng ngay trên nền của cố đô Hoa Lư xưa. Hơn 4 thế kỷ qua, đền vua Đinh Tiên Hoàng vẫn giữ được vẻ uy nghi trầm mặc
với những công trình ngọ môn quan, hồ sen, núi giả, vườn hoa, nghi môn ngoại, nghi môn nội. Cách đền vua Đinh không xa là đền vua Lê, thờ Lê Đại Hành, tức Lê Hoàng. Ông xuất thân là một tướng lĩnh giỏi dưới triều Đinh, người có công dẹp loạn, thống nhất đất nước. Lê Hoàng được tôn lên làm vua sau khi vua Đinh băng hà. Về với Hoa Lư, du khách sẽ được đắm mình trong những cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng cho vùng đất thiêng này, chiêm ngưỡng những di tích còn lại của kinh đô Hoa Lư xưa, tìm hiểu thêm về kiến trúc, nghệ thuật, kinh tế, văn hóa, và còn là dịp để tri ân các bậc tiền nhân, được nghe kể những câu chuyện thú vị về các vị vua nông dân giản dị, những anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Hoa Lư không chỉ là một quần thể di tích quốc gia đặc biệt và quan trọng, mà còn là một trong ba khu vực của quần thể danh thắng Tràng An. Tràng An Ninh Bình, một vùng địa linh nhân kiệt. Nơi đây không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên vô cùng hùng vĩ nên thơ, mà con người còn rất đỗi hào hoa anh hùng. Và bây giờ chương trình Hành Trình Văn Hóa Việt xin được phép khép lại. Để theo dõi những khám phá tiếp theo, hãy cùng đón xem chương trình vào lúc 19:50 mỗi thứ Bảy hàng tuần trên đài truyền hình Vĩnh Long 1 nhé. Sơn Ô Expo hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Những hình thù độc đáo, những hoa văn đặc sắc không chỉ thể hiện nét nghệ thuật riêng biệt mà còn chứa đựng những quan niệm tâm linh, tâm tư, tình cảm cũng như những ước vọng về một cuộc sống an bình, hòa thuận với thiên nhiên. Cùng đón xem tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt tìm hiểu những đặc sắc của hoa văn thổ cẩm người Mơ Nông, phát sóng lúc 19:50 thứ Bảy ngày 16 tháng 12 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Sơn Ô Expo, chúng tôi trân trọng những di sản văn hóa Việt Nam.